Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Tuất, tháng tương hại, tiền mất, tật mang. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Tuất đón một tháng 8 với rất nhiều những thử thách, khó khăn bày ra trước mắt của họ. Đòi hỏi những người tuổi Tuất này cần phải cố gắng hết sức để có thể vượt qua. Dưới tác động của cục diện tương hại, con giáp tuổi Tuất cần phải có sự cẩn thận trước tất cả mọi việc cũng như tất cả mọi người. Tháng phạm tương hại dễ tự hại lẫn nhau hoặc tự mình hại mình, sinh ra tiền mất tật mang. Cần phải chú ý trong công việc, cuộc sống dễ có sự xáo trộn, cần đề phòng có kẻ tiểu nhân chơi xấu, hãm hại, muốn hạ bệ. Thời điểm này, tuổi Tuất làm việc gì thì cũng nên dựa vào chính sức lực của mình. Tuy nhiên trong tháng này, nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy người tuổi Tuất cần phải chăm chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Phát huy được thế mạnh của bản thân thì vẫn sẽ giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, bạn đừng nghĩ tới việc hãm hại hoặc là trả đũa bất cứ người nào. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Tuất khi bước sang tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào? Để tìm hiểu thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 dương lịch cho đến ngày 25 tháng 9 dương lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Đinh Dậu với nguyệt lệnh Dậu làm chủ và có 7 ngày thiên can canh kim cai quản, 23 ngày thiên can tân kim hành khiển. Thiên can địa chi của tháng là Đinh Dậu với thiên can là Đinh, ngũ hành thuộc âm hỏa, địa chi Dậu, ngũ hành thuộc âm kim. Ngũ hành chủ đạo của tháng là ngũ hành hỏa, sơn hạ hỏa. Tháng 8 âm lịch nằm ở hai tiết khí, đó là tiết Sử Thử và tiết Bạch Lộ. Tiết Sử Thử với đặc điểm là tiết mưa ngâu, khí hậu bắt đầu hạ nhiệt, thay vào đó là những cơn mưa. Khoảng thời gian này đem lại cảm giác rõ rệt nhất về thời tiết mát mẻ, có phần se lạnh của trời thu. Còn tiết Bạch Lộ là tiết khí ánh nắng mặt trời, dường như nhạt hẳn, nắng nóng không còn nữa. Thêm vào đó, chúng ta sẽ thường thấy có sương vào ban đêm và thời tiết trở nên se lạnh. Tháng 8 âm lịch với ngũ hành hỏa sẽ thuận lợi cho những người mang ngũ hành thổ. Đây là ngũ hành được cát lợi nhất bởi vì nhận được sự tương sinh khi mà hỏa của tháng sinh cho thổ của bản mệnh. Kế đến, đó là những người thuộc ngũ hành mộc, tuy cũng thuộc trường hợp tương sinh, thế nhưng là sinh xuất nên có phần chưa tốt bằng ngũ hành thổ. Các ngũ hành như ngũ hành kim và ngũ hành thủy, đây là hai ngũ hành xấu nhất trong tháng âm lịch này bởi vì gặp phải trường hợp tương khắc với ngũ hành hỏa của tháng. Tháng 8 âm lịch còn có một sự kiện rất đặc biệt, đó là rằm Trung Thu hay còn gọi là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là phong tục ngày lễ được duy trì hàng ngàn năm nay. Cứ vào ngày này, mặt trăng trên trời sẽ tròn và sáng nhất. Tết Trung Thu hay còn có tên gọi khác là Tết Trông Trăng. Theo như phong tục của người Việt Nam, vào ngày lễ này thì bố mẹ sẽ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu, mua đèn lồng thắp bên trong để cho các con rước đèn trong đêm đó. Ngày Tết Trung Thu cũng là dịp để con cái thấy được tình cảm và sự săn sóc chu đáo, yêu thương của cha mẹ đối với mình. Vì thế đây cũng được coi là ngày Tết của sự đoàn viên, thể hiện tình yêu gia đình càng ngày càng thêm gắn bó. Ngoài ra trong dịp Tết Trung Thu, rằm tháng 8 này thì người ta cũng có thói quen mua bánh Trung Thu, trà, rượu để cúng tổ tiên ông bà và những người đã khuất, hay làm quà biếu cha mẹ, thầy cô, bạn bè họ hàng. Đây chính là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, để người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Tử vi chi tiết của những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Những người tuổi Tuất đón một tháng 8 với rất nhiều những thử thách, khó khăn bày ra trước mắt của họ. Đòi hỏi những người tuổi Tuất này cần phải cố gắng hết sức để có thể vượt qua. Dưới tác động của cục diện tương hại, con giáp tuổi Tuất cần phải có sự cẩn thận trước tất cả mọi việc cũng như tất cả mọi người. Tháng phạm tương hại dễ tự hại lẫn nhau hoặc tự mình hại mình, sinh ra tiền mất tật mang. Cần phải chú ý trong công việc, cuộc sống dễ có sự xáo trộn,
cần đề phòng có kẻ tiểu nhân chơi xấu, hãm hại, muốn hạ bệ. Thời điểm này, tuổi Tuất làm việc gì thì cũng nên dựa vào chính sức lực của mình. Tuy nhiên trong tháng này, nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy người tuổi Tuất cần phải chăm chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Phát huy được thế mạnh của bản thân thì vẫn sẽ giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, bạn đừng nghĩ tới việc hãm hại hoặc là trả đũa bất cứ người nào. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Tuất lâm phải cục diện tương hại, gây ra cho những người này không ít sóng gió. Tuổi Tuất cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng không được đầu hàng nghịch cảnh, bởi đó đây vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội. Nếu như bạn biết nắm bắt đúng lúc thì hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ, khẳng định giá trị và vị thế của bản thân mình. Thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải rất nhiều những khúc mắc, thậm chí có người còn rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích. Đối diện với tình trạng này, tuổi Tuất có thể thất vọng, thế nhưng đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu, không cần tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ của mình, đừng dành quá nhiều thời gian để oán trách. Càng có thái độ tiêu cực, bạn càng dễ mắc phải lỗi lầm. Ngược lại, nếu giữ trạng thái tích cực thì bạn có thể nhìn nhận ra vấn đề một cách toàn diện hơn. Tháng này người tuổi Tuất sẽ phải vất vả, song kết quả chưa thể thấy rõ ngay lập tức được. Thế nhưng cũng đừng quá sốt ruột, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy, nếu như bạn cần cù chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ nhận được sự chú ý của tất cả mọi người cũng như cấp trên. Hãy dũng cảm nhận những nhiệm vụ khó, sẵn sàng làm những công việc bị nhiều người trốn tránh, bởi đó chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt người khác, đồng thời chứng minh được thực lực của bản thân mình. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tuất rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ ở trên phương diện tài lộc. Cục diện tương hại khiến mọi kế hoạch rất khó có thể phát triển đúng dự kiến. Thậm chí có người phải sứt đầu mẻ trán đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Thời điểm này, tuổi Tuất thường xuyên bị kẻ xấu chơi xấu, khiến chuyện làm ăn, kinh doanh liên tiếp gặp phải những biến cố. Nếu không bình tĩnh xử lý và tỉnh táo trong việc đưa ra những quyết định thì rất dễ rơi vào cái bẫy, gây ra hao tài tốn của, thậm chí là trắng tay. Việc hợp tác, đầu tư cần được suy tính thật cẩn thận trong thời điểm này. Đừng vì cái lợi trước mắt mà nghe theo những lời dụ dỗ và rủ dê. Đặc biệt bản mệnh cần phải hạn chế hùn hạp vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp về sau, vừa ảnh hưởng tới tình cảm lại ảnh hưởng tới vấn đề tiền bạc. Ngoài ra tuổi Tuất hãy cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người, hạn chế việc tranh chấp tới mức thấp nhất. Dù muốn nhanh làm giàu đến mấy thì cũng đừng nghĩ tới việc hãm hại, chiếm công, chiếm đoạt của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì rất dễ vướng phải thị phi, làm xấu đi hình ảnh của bản thân mình, thậm chí còn dính líu tới pháp luật. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, làm nghề tự do thì cần phải chăm chỉ, chịu khó, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình đang còn dang dở. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy chỉ cần làm tốt những công việc này thôi là bạn không lo thiếu thốn, vẫn có đủ đồng ra đồng vào để có thể chi tiêu cho cuộc sống của mình. Chi tiết về phương diện tình duyên tình cảm của những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Trái ngược với những biến cố không ngược đến trong sự nghiệp và tài lộc thì đường tình duyên của những người tuổi Tuất lại có điểm sáng, nhất là với những người đang còn độc thân. Sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện trong tháng này là dấu hiệu cho thấy tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều đối tượng triển vọng trong khoảng thời gian này. Người đó có thể là bạn bè, người thân giới thiệu hoặc là do người tuổi Tuất tình cờ gặp gỡ trong các buổi giao lưu tụ tập. Nếu có thiện cảm với đối phương thì nên nhanh chóng làm quen để giữ mối quan hệ. Đôi bên có nhiều cơ hội để tiến xa hơn trong tương lai. Ngược lại, nếu đối phương là người có thiện cảm với bạn trước thì bạn cũng nên cho người đó một cơ hội, cho họ chuyện nhiều hơn để đôi bên nhận ra ưu điểm của nhau, từ đó tiến tới một mối quan hệ ổn định. Còn với những người tuổi Tuất đã lập gia đình thì đào hoa xuất hiện lại không phải là dấu hiệu cắt lành. Thời điểm này, tuổi Tuất được rất nhiều người khác giới quan tâm và để ý, song điều đó lại khiến nửa kia cảm thấy nghi ngờ và ghen tuông. Tuổi Tuất hãy cần nhắc nhở bản thân mình giữ khoảng cách thích hợp với người khác, đừng để nảy sinh những lời đồn đoán không hay.
đồng thời cũng phải chú ý giữ mình, đừng vì một chút ham vui mà tự tay đánh mất hạnh phúc mà mình đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu nay. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tuất cơ bản duy trì được trạng thái sức khỏe ổn định ở trong tháng 8 này. Mặc dù phải đối diện với rất nhiều vấn đề căng thẳng, song nhờ cơ thể khỏe mạnh mà tuổi Tuất có sức lực để có thể vươn lên. Một lời khuyên của kênh tử vi dành cho những người tuổi Tuất là hãy sắp xếp thời gian rảnh để có thể nghỉ ngơi và xả stress, bởi vì nếu cứ cố gắng liên tục trong một khoảng thời gian quá dài thì những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu cảm thấy có điều gì bất mãn, tuổi Tuất nên tìm người thân thiết và đáng tin cậy để chia sẻ. Có như vậy thì tuổi Tuất sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí đối phương có thể giúp cho bạn có một góc nhìn khác về sự việc. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Tuất, tháng tương hại, tiền mất, tật mang của kênh tử vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại!